13. Trông mau thành Phật là tu sai. Biết tâm niệm của các đệ tử, Thế Tôn bèn bảo rằng ông Tu Bồ Đề đời vị lai phụng thờ ba trăm muôn ức Na Do Tha Phật. Chữ Na Do Tha tức là bất khả thuyết, hằng hà sa số, bất khả thuyết, dùng cái từ Na Do Tha. Mà ở đây bạn nói rằng là phụng thờ ba trăm muôn ức Na Do Tha Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thường tu hạnh thanh tịnh, tròn đủ đạo Bồ Tát, thân rốt sao thành Phật hiệu là danh tướng Như Lai, đầy đủ mười đức hiệu. Đọc cái chỗ này rồi á, tôi nhắc với đại chúng, mà cái này cũng khó chịu đây này nha. Quán triệt được cái điểm này rồi đó, là đại chúng đừng có mong mau thành Phật. Thật sự là đạo Phật dạy mình phải tôn trọng cái thực tế trong cái cuộc sống hiện hữu của mình đây nè. Cứ sống bằng một cái tâm thanh tịnh theo cái lời dạy của Phật ở trong kinh điển, giữ gìn thân nghiệp đừng cho nó vi phạm những điều ác, giữ gìn khẩu nghiệp, giữ gìn ý nghiệp, tức là trao dồi thân khẩu ý, gìn giữ nó. Mà như tôi đã nói, ta phải thả hai cái sợi lập loàn để làm chuẩn, một sợi đỏ, một sợi đen, giống như thợ lập loàn của thợ hồ vậy đó, để làm chuẩn. Thế cái nào mà ta đi học pháp này nè, ta nghe ta biết cái nào, thế nào là thiện, thiện là tăng ít rồi, thế nào là ác, ác có nghĩa là tổn giảm rồi. Tăng ít là lợi mình lợi người, lợi tất cả chúng sanh, còn tổn giảm là hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh. Thế thì là giống như băng hai cái sợi vậy đó. Cái nào mà nó đụng về bên cái đen, nếu mà mình đi mình nó len lỏi, nó tấp qua bên cái sợi đen, tức là tổn giảm, đó là hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh, là mình không đụng cái sợi đen này. Mình luôn luôn là mình lấy cái sợi đỏ là tiêu chuẩn nè, tức là cái sợi thiện nè, là tăng ít nè, là lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Lấy cái đó là chuẩn mà đi, mà băng cái mực cho cái cuộc sống của mình. Rồi thì cứ như vậy mà sống, rồi tôn trọng cái thực tiễn hiện hữu mình đang sống, cứ như thế mà đi. Chứ còn nếu mà mình có cái ước vọng mình mau mong cầu thành Phật đó, là cái cách tu đó sai rồi đó. Là vì mình không có thể tưởng tượng mau được, càng không thể do sự lại lục danh sinh cầu khẩn mà được. Phật không giúp dùng được cái việc đó. Do vậy cho nên Phật dạy đây nè, phải phụng thờ Na Do Tha Phật, có nghĩa là cứ trong cuộc sống này mình theo cái sợi chỉ đó, tăng ít lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh mà đi mà sống, thì nó vẫn có an lành hạnh phúc cho chị. Cho nên tôi nêu ra ba cái tiêu chuẩn mà tôi nhắc cái đại chúng tu, cái thấp nhất là mình phải có hạnh phúc và an lành, dựa vào cái giáo lý nhân thừa thiên thừa mà học mà tu, phải đem lại cho đời sống của mình phải hạnh phúc của thế gian và an lành trong cuộc sống xã hội. Đó là mình tu đúng đó, chứ đừng có mong cái gì khác. Còn người nào có điều kiện mà tu lên, xuất gia tu hành lên, thì phải có khinh an và tự tại. Khinh an tức là cái tâm hồn phải nhẹ nhàng, phải thư thới, phải cởi mở, phải rộng rang. Khác hơn những người thường là chấp ngã nặng nề, chấp pháp nặng nề, nó đau khổ triền miên. Ở đây cái người tu hành phải có khinh an và tự tại. Tự tại đây là tự tại trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái nín, mà mình coi như là mình làm chủ nó được từng phần tâm. Cho nên nó
cái vấn đề mà thân khẩu ý nó không tác động, nó không hoành hành theo cái sự sai sử của dục vọng, và tự tại tới cái chỗ ăn, cái chỗ ở, cái chỗ mà mình không có bị lệ thuộc vào những cái vật chất nó sai sử mình. Mình xa lìa được cái thập triền thập sử. Thập triền thập sử tức là căn bản phiền não đó nó sai sử mình. Mình mất đi cái tự chủ tự tại, mình phải làm chủ được một phần về thập triền thập sử. Có tự tại cái nào thì cái sự tu hành mình mới đúng đó. Rồi còn cái bậc ba là cái bậc cao nhất đó, là có vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Đó là lý tưởng, lý tưởng thôi, chứ còn đạt tới đó phải nói rằng là đây nè, lâu xa vô cùng tận vậy. Thế thì trông mong nó làm cái gì? Có trông đi nữa nó cũng vậy thôi à, không có tới, chưa tới thì đừng có trông làm chi. Cũng giống như là lý tưởng cộng sản là thật sự là lý tưởng đẹp đó chứ, nhưng mà bây giờ là đâu phải người nào cũng thực hiện cái lý tưởng đó nổi. Thế thì thôi, thì bây giờ kinh tế năm thành phần vậy, kinh tế năm thành phần rồi, giờ thì kinh tế thị trường vậy. Thế thì là mọi người cùng kinh tế thị trường, cùng kinh tế năm thành phần, thì cái đời sống nó cũng vừa vặn với cái yêu cầu của xã hội ngày nay. Thì cứ vậy mà phát triển, mà sống từ từ. Còn cái lý tưởng mà làm theo năng lực, không theo nhu cầu, đó là lý tưởng đặt đó vậy, chứ còn tới đó không phải gần đâu, không phải dễ được. Thế thì đạo Phật nó cũng y như vậy. Cho nên cái chủ nghĩa cộng sản cũng đẹp đó chứ, ai chửi mắng, ai cự nữ, ai không bằng lòng là chuyện của người ta, chứ còn thật sự là một lý tưởng đẹp. Nhưng mà cái đẹp đó khó y như là cái đẹp mà chúng ta đòi thành vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn ngay trong đời này. Không được đâu. Lấy cái kiến hoặc và tư hoặc để làm cái tiêu chuẩn, để mà đo cái trình độ giải thoát giác ngộ của mình, coi coi mình trong hàng lục tức Phật mình được cái thứ nào trong lục tức. Mà muốn biết thứ nào trong lục tức là dựa vào kiến tư hoặc, tức là tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Dựa vào tiêu chuẩn đó mà đo, thì mình coi chừng cỡ thứ hai là danh tự tức Phật, ai ráng lắm cỡ thứ ba là quán hành tức tức Phật, tức là vừa quán sát, vừa tư duy, vừa tu, tu tập mà còn trật lên trật xuống, dốc ngã dài dài, thua phiền não vô minh dài dài, còn đòi tới cái thành cứu cánh tức Phật sao cho được chứ. Do vậy cho nên tu thành thật mà nói với đại chúng là đừng có vội mong cầu. Đây là kinh điển, người ta nói là thời gian phải lâu xa. Cho nên cái tốt nhất là bây giờ băng hai sợi chỉ đỏ và đen, nương theo sợi chỉ đỏ chúng thiện phụng hành, tránh cái sợi chỉ đen là chư ác mạt mạt tác, cứ như vậy mà sống. Đó là sự thật đó, các vị không chịu mà thôi à. Còn các vị mà lại lục mà danh sinh mà cầu nguyện tha thiết đó ha, là tôi nói thật, cực thân cực tâm mà không đem lại kết quả được. Bởi vì Phật không có thể vì cái lòng thương mà kéo mình lên, giống như là cái người mà chết đuối dưới sông là thòng dây mà kéo. Cái đó là cái của nhân gian, ta thòng dây ta kéo được. Chứ còn cái mà thành Phật này là nó phát xuất từ cái sự thanh tịnh của nội tâm mình. Do vậy cho nên là ai diệt trừ phiền não vô minh sạch thì thành vô thượng bồ đề mới được. Còn bằng không là dựa trên kiến tư hoặc mà đánh giá địa vị Phật của mình,